18 trẻ nhỏ từ 2 đến 6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vaccine COVID-19 trong quá trình tiêm chủng tại trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer BioNTech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin ban đầu về sự cố tiêm chủng cho 18 trẻ nhỏ tại trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai. Theo đó, vào ngày mùng 3 tháng 11, Trạm Y tế xã Yên Sơn tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ các cháu đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cơ sở chuyên khoa đồng ngành về nhi của thành phố. Để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất, Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF. Các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho các cháu. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tim là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ. Huyện Quốc Oai đã có chỉ đạo, yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế xã Yên Sơn Đình chỉ dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và ra soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội, tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.